Thưa quý vị, với nhiều giải pháp khác nhau, cộng đồng doanh nghiệp Long An từng bước áp dụng mô hình xanh quá hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phủ xanh nền kinh tế theo định hướng của chính phủ liên quan đến chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2019, nhà máy tái chế rác thải nhựa Duy Tân Recycling được xây dựng tại huyện Đức Hòa, hiện đang hoạt động với công suất khoảng 40.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm. Riêng năm 2023, công ty thu gom và tái chế gần 31.000 tấn rác thải nhựa, tương đương 24 tỷ chai, với công nghệ bottle to bottle, đơn vị có thể tái sinh chai nhựa lên đến 50 lần, thay vì trước đây chỉ sử dụng một lần, không chỉ góp phần tái sinh nhựa, sản phẩm tạo ra có thể sử dụng cho ngành thương thực phẩm quá mỹ phẩm. Duy Tân Recycling cũng rất là tự hào là đơn vị được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao của Bộ Khoa học Công nghệ và chúng tôi hiện nay có 25 tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. À, đặc biệt chúng tôi có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe như tiêu chuẩn FDA của cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hoa Kỳ hoặc là tiêu chuẩn EFSA của cục vệ sinh an toàn thực phẩm Châu Âu. Hạt nhựa tái chế là nguyên liệu cung cấp cho các đối tác tại Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang 12 quốc gia, đặc biệt là thị trường khó tính như Hoa Kỳ và châu Âu, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 60%. Lượng nhựa được tái sinh này có phần giảm thiểu lượng nhựa sử dụng cho cái việc sản xuất bao bì và việc này đóng góp chúng tôi nghĩ là rất là lớn cho kinh tế xanh, kinh tế bền vững của Việt Nam và chúng tôi sẽ nâng công suất lên đến 100.000 tấn một năm. Đây là một cái công suất mà chúng tôi à, tự tin là một trong những cái nhà máy có thể nói là hàng đầu Asian về tái sinh và tái chế rác thải nhựa. Đảm bảo ba tiêu chí bền vững về môi trường là không rác thải, không nước thải và không khí thải, duy tân recycling còn được biết đến như một đại sứ truyền thông lan tỏa thông điệp phát triển bền vững tới cộng đồng.